Xin chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em vẽ chung mực. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ phần đầu của chung mực. Cái này chúng ta sẽ vẽ phần mắt của chúng mình. Bên này chúng ta sẽ vẽ tiếp các cái sức khuôn của chúng mình. Sau này chúng ta sẽ vẽ phần một cái đuôi dài của chúng mình. Okay. Như vậy chúng ta lại có đầu của chúng mình. Sau này chúng ta sẽ vẽ phần thân của chúng mình. Phần đuôi của chúng mình. Chúng ta sẽ trang trí phần hoa văn của chúng mình. Vậy anh đã vẽ xong chúng mình, các bạn.